phụ kiện điện thoại ngon bởi rẻ. Xin chào cả nhà. Và Hà Nội là một hôm nay là một ngày rất là mưa gió. Là một ngày mưa gió thì tội chó thì chúng ta không mở tìm YouTube mà xem phim đúng không? Và thì hôm nay là mình là sẽ có mấy có câu chuyện muốn kể mọi người là thời gian gần đây thì là các hacker Facebook người ta xuất hiện một cách rất là rầm rộ trên thị trường hacker, làm điên đảo cộng đồng, làm mình run như nhái. Mấy hôm nay mình cũng nhận được cái tin nhắn ở trên Facebook của mình, là tin nhắn của những người mình không kết bạn, người ta mà bảo là anh cẩn thận, thời gian nữa em sẽ hack Facebook của anh. Và nói về vấn đề về hack này thì là ngày hôm kia thì là cậu em của mình là fan Facebook là khá bá ngô, cậu khá bảnh thì là Facebook có lượng người theo dõi khoảng tầm là gần 150.000 người, và gọi là chủ của một fanpage là sân chơi cho trẻ. Cậu đó đã bị hack mất Facebook. Và khi hack mất cái Facebook thì là cái Facebook của cậu đó là cậu sử dụng cái mã bảo mật là bên thứ hai, là khi có đăng nhập vào tài khoản nó sẽ gửi một cái tin nhắn về cái điện thoại của mình, phải có mã đó mới đăng nhập vào điện thoại thì mới hack được, thì mới đăng nhập được vào, mà không hiểu tại sao mà vẫn hack được. Thì cậu em của mình thì là Nguyễn Tùng Dương, nghe tin là cậu khá bảnh bị hack Facebook thì bảo là ủi em chẳng hiểu anh khá như nào thật, Facebook của anh bao nhiêu người người ta theo dõi, bao nhiêu cả chủ cả fanpage mà anh bảo mật của nó kiểu gì mà vẫn để nó hack. Như Facebook của em á, em bảo mật thì không ai hack được luôn. Vừa nói xong tối hôm qua đến sáng hôm nay đã gọi điện cho mình: ôi anh ơi, em bị hack mất Facebook rồi. Thì là khi nghe thấy cậu đấy bị hack Facebook thì mình hỏi là thế em có sử dụng mã xác thực thứ hai không? Mà có sử dụng thông tin của tôi có người nào biết đâu không? Mà không ai biết, thế nó vẫn hack được. Mình phải nói những cậu hacker đấy là những cậu rất là giỏi. Những cái cậu hacker đấy, cậu đấy sinh thời ra là một nhân tài cho đất nước, nhưng mà mỗi tội là cậu lầm đường lạc lối, đi theo con đường gọi là tà đạo, làm những công việc hack rất là vớ vẩn. Những tài năng hacker như các bạn đấy, tại sao các bạn không xin vào các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp lớn hoặc là những tập đoàn lớn nhà nước? Ví dụ như cậu vào cái gọi là cục tình báo của Trung ương Việt Nam đi chẳng hạn, xin vào đó, rồi cậu đi hack các thông tin như thể là của Trung Quốc, nó đang làm cái gì, tàu chiến nó ở đâu, nó ý định gì, thế mới là hacker toàn diện. Hoặc là hack luôn phát của Triều Tiên, nhưng bao giờ đánh bom nguyên tử, hack xem Tổng thống Mỹ Donald Trump xem đợt này nó ông ấy làm gì và ở đâu, định ý định gì. Còn tại sao các bạn lại đi hack những cái Facebook làm gì? Cái Facebook là những trang cá nhân, thực ra là các bạn hack Facebook đó mình nói thật luôn chẳng được gì đâu, ngoài các bạn được tiền nữa thật. Và cậu khá thì là bảnh thì là cậu đấy chuyện gửi cho 15 triệu đi để chuộc lại Facebook, thì là đúng giữ như lời hứa. Cái cậu hack đấy là tiền là 9 mà uy tín là 10, bảo là cho anh chuộc lại Facebook thì là nó trả lại đúng cái Facebook, còn nó giữ lại mất cái fanpage. Nó bảo là lúc đó là anh em mình thảo luận chỉ giả lại Facebook thôi. Còn của cậu Nguyễn Tùng Dương thì là hôm nay là cái Facebook thì là cũng mất 10 triệu, sau rồi mặc cả. Nói chung những người hack thì người ta mặc cả như mình đi chợ thôi, sau rồi chốt giá là 3,5 triệu. Nói chung là bị hack hiếc này rất là đen. Và có bạn là nhắn tin đến cho mình bảo là sẽ hack Facebook của mình. Thôi mình xin các bạn đừng hack của mình. Facebook của mình được có mấy nghìn người theo dõi thôi, hack thằng chó gì thật. Các bạn hack thì các bạn hack của những người nổi tiếng như Sơn Tùng, Ôm TV, hoặc là của Trấn Thành, hoặc là của Khởi My, hoặc của là ai đó khủng khố khiếp hơn một tí đi. Lúc đấy nó được nhiều tiền. Ví dụ như hack được cái Facebook của Sơn Tùng, Ôm TV phát kiểu gì phải tầm 2 đến 300 triệu luôn, rất là nhiều tiền. Còn hack của mình giờ Facebook hack giờ bảo 3 triệu thật. 3 triệu thì mình bảo còn chuộc, chứ bảo đến 5 triệu thôi bỏ luôn khỏi chuộc luôn, tôi không có tiền thật. Thật luôn, giờ mà bị hack mất Facebook được mà chuộc 5 triệu mà 10.000 một cái kính công lực thì thành phải dán 10.000 thì phải dán đến 500 cái kính công lực mới chuộc lại được cái Facebook. À bạn biết không? Khi mình dán 500 cái kính công lực ý, nghĩa là nhấc lên đặt xuống một cái kính này lau lau rồi, 1 này, 2 này, lau thật nhanh, 3 thì phải mất nửa ngày mới dán được 500 cái. Dán toán mỏi tay toát mồ hôi luôn được 500 cái. Thì là thời gian gần đây thì là mình cũng không hiểu được là mọi người hack kiểu nào. Các bạn nào có xem được video ở đây thì cho mình thông não phát. Mình đang muốn hỏi là khi cái Facebook của mình sử dụng cái bảo mật là xác nhận qua cái tin nhắn điện thoại khi người lạ đăng nhập, mình phải chấp nhận người ta mới đăng nhập được, nhưng không hiểu tại sao và người ta vẫn hack được. Và cái mật khẩu của mình thì mình để còn nhập của mật khẩu dài hàng gang tay như này, ít phải 20 phân, nhập cả số, cả chữ in, cả chữ thường, cả chữ hoa, cứ cách một chữ thường lại một chữ hoa, rồi lại một số một chữ, vẫn bị hack. Hôm trước mình để quả mật khẩu là
N1 G2 U5 I8 E6 N3. Đấy là mới xong được chữ Nguyễn và các số. Thế mà vẫn còn lo bị hách, sợ quá. Không biết là phải để cái mật khẩu gì là gì. Nhưng thực ra là thời gian nữa là cái mã bảo mật mà vẫn bị hách thì thời gian nữa mình sẽ phải nhờ đến một vấn đề gọi là tâm linh một tí. Mới nữa thì mình sẽ là đi kiếm xem có ông thầy nào nổi tiếng một tí, thường người ta là yểm cho cái Facebook của mình, là lập đàn phát cứ người nào mà tự tiện đăng nhập vào Facebook của mình phát là yểm luôn mã bảo mật, là ra đường ô tô đâm phát chết luôn. Cái hách Facebook phát ô tô đâm chết luôn. Hách trượt thôi cũng đâm rồi. Hách trượt thì cho thẳng vào bệnh viện Bạch Mai. Còn hách mà được rồi, một phát ô tô đâm chết tươi luôn. Còn mình nói thật luôn là các bạn thì là có rất nhiều việc để làm, thì chúng ta cũng không nên nói là đi hack Facebook của người ta làm gì cả. Bởi những Facebook là những cái trang cá nhân của người ta, thì theo mình nghĩ rằng các bạn không nên hack. Bởi vì là các bạn là sử dụng là những cái kiếm tiền của các bạn, mình thấy gọi là theo tà đạo chứ không phải theo chính đạo. Còn hack những người bị hack Facebook thì là người ta cũng rất là khổ thật. Ví dụ Facebook của mình thì sạch tinh, trắng như tờ giấy. Còn những Facebook của ông nào và lưu toàn GIV với cả lưu những clip fake ở trên đấy rồi bắn vào cho người yêu xem thì lại có lên là xxn.com.vn ngay. À xnxx.com chứ. Và hôm nay thì là mình cũng xin chân thành cảm ơn 30.000 bạn đã subscribe kênh YouTube của mình là Nguyễn Văn Tiến. Và xin chân thành cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi và quan tâm đến kênh của mình. Và thời gian này thì cũng nói với các bạn là mình vẫn vừa rồi đi thi casting cho trời, đi casting Thách Thức Danh Hài. Nhưng mà mỗi tội là vẫn chưa kết quả, vẫn đang phải chờ rất thời gian nữa xem có kết quả đỗ không. Cũng dạng này là cũng dâng hương khói nhang nhiếc tử tế lắm. Lại các cụ là cho con đi các Thách Thức Danh Hài về cũng đau ú luôn thật. Nhưng mà vẫn chưa biết được hay không, thì thực ra trong lòng của mình rất muốn là được nam tiến một lần, đi thử xem sức mình nó là như nào. Nếu mà được thì là đi thi Thách Thức Danh Hài thì là mình sẽ hứa là chơi khô máu luôn. Một khi đã bước chân lên á, kể cả 2 triệu á, nếu mà không được thôi tôi về luôn, còn được phải chơi nó vòng trăm. Và vẫn đang nuôi một cái ấp ủ âm mưu là thời gian nữa là đi thi Thách Thức Danh Hài mà cô thương cho con cái giải khoảng tầm 40 triệu thôi, thật 40 triệu về nhà. 40 triệu được con ở trong Sài Gòn nó chơi hết tiền rồi mới về luôn. Thì hôm trước là mình cũng hỏi một cái bạn là bên casting Thách Thức Danh Hài, mình có nhắn tin nhưng mà cũng không thấy người ta trả lời. Thì không biết là mình có đỗ hay không. Mình rất muốn là được đỗ để đi thử vào Sài Gòn phát. Mình nói thật luôn, từ trước giờ mình chưa vào Sài Gòn bao giờ luôn. Mình mới chỉ vào miền Nam thôi chứ vào Sài Gòn thì nó còn xa xôi quá. Và cũng xin thông báo với cả nhà là hôm trước là mình đăng lên YouTube của mình là mình bảo mình ở Hà Nam, như là video đó thì quay từ tối hôm trước và đến tận ngày hôm sau mình mới đăng lên. Nên có mấy bạn bảo là anh ơi đang ở Hà Nam mà đi uống bia không, nhắn tin vào số điện thoại của mình. Nhưng mình bảo là khổ quá, anh đăng tối hôm trước cơ. Anh là anh xuống lịch âm, lịch anh quay ngày dương, nhưng anh quay từ ngày dương đến tận ngày âm mình mới đăng lên cơ. Dẫn đến là trong cái tình trạng là các bạn là xem YouTube xong rồi các bạn cũng bảo rủ mình uống bia, nhưng lúc đó là không lên, gọi là thì mình cũng không qua được. Thì là hôm đó là mình đi vào trong đi Hà Nam ấy, mình đi ăn cưới. Thì là mình không biết đường, thì là mình đi mình xuất map đến xã Hòa Hải ở Hà Nam. Và mình đi xuất map để mình đi theo của ông Google Map dẫn mình đi vào quả đường làng, đường ngõ, đường ngách. Thế là mình đi ô tô đấy, xong cuối cùng là đến có thông báo là chúc mừng bạn đã đến điểm dừng mà nhìn bên cạnh là có một con sông, và thông báo thêm bạn vui lòng nhấc xe qua sông luôn. Và cứ đi theo cái thằng Google Map là nó xã dẫn mình đến cái địa chỉ của cái xã đấy. Cuối cùng nó bảo chúc mừng bạn đã đến thành công, vui lòng nhấc xe qua sông. Là tôi cách ở cái xã tôi đang đến 27 cây số, dẫn tôi đi theo đường thủy. Và rõ ràng mình đi ô tô mình có chọn con đường thủy đâu mà dẫn mình đến đường thủy. Cuối cùng là đi ô tô phải chọn đường bộ chứ. Hoặc là nó đã cho mình đi đường trên không, đi đường thủy chán đời quá, không tin bọn Facebook được. Mà cái hôm mình đi ăn cưới ở trong đó, là mình vào trong đó mình thấy có quả đám cưới mà mình sợ thật. Thì là ông anh của mình cưới thì là mình thấy ô tô đến 60 con ô tô
dài dài từ đầu làng đến cuối làng luôn, dài 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 như vạn lý trường thành luôn. Thật mình thấy quả, thấy quả lần đầu tiên mình đi ăn cưới mình thấy quả đám cưới nó vĩ đại như thế. Thật 60 con ô tô luôn mà toàn ô tô đẹp. Hôm đó thì là đi mình mượn con Kia hai cửa thằng em mình đi, mà mình đi đến đấy mà con xe của mình xấu quá, nó mất để tít được tận ngoài bờ đê luôn, mà không được để vào gần ngõ luôn, để tít ra ngoài bờ đê luôn, sợ thật. Toàn ô tô đẹp luôn, ước người ở đâu mà người ta đến ăn cưới thì phải lắm ô tô thế, mà đến là đám cưới toàn là những người xăm thanh long bạch hổ, đến mỗi một mình trắng tinh ở đấy thật. Nhưng gọi đến quả đám cưới thì nó khủng khiếp thật, quá nhiều luôn. Và thì là thời gian này thì là của cửa hàng mình ấy thì là mới về cái kính chống vân tay mình đang dán trên máy mình này. Máy này không dán nhá, như thời gian này cái kính chống vân tay nhá, các bạn nhìn ví dụ như cái máy này này, nếu mà cái kính chống vân, cái này là cái không chống vân này, chúng ta dán lên, không dán lên vân tay rất là bẩn này. Thời ví dụ như là mùa hè ấy, mình đang ra mồ hôi này, các bạn nhìn nhá, mồ hôi nó ra này, nhìn nó nhớp nước nó rất là bẩn thỉu luôn, thì là và nhìn nó rất là khó chịu. Thì là để giải pháp giải quyết cho vấn đề gọi là mùa hè này nóng bức này, dùng điện thoại mà không bị ra mồ hôi tay, thì phụ kiện điện thoại ngon và rẻ có kính cường lực chống vân tay 100%, đảm bảo là kể cả các bạn nào do mồ hôi dầu, mồ hôi nách, mồ hôi chân, mồ hôi mặt, mồ hôi nhờn, mồ hôi gì cũng được, không cần quan tâm, trường dán kính chống vân lên bảo đảm không còn tí mồ hôi nào lên nữa. Giá chỉ 150.000 đồng, có iPhone 6 6 Plus, 77 Plus, 88 Plus và iPhone X, giá chỉ 150.000. Địa chỉ 326 Vĩnh Khai và 258 Lê Thanh Nghị là mình đang ngồi đây, 46 Nguyễn Chí Thanh và 36 Định Công. Xin cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ, xin thân ái tạm biệt, goodbye morning. À, goodbye lại còn morning nhé. Xin chào cả nhà nhé, bye bye.